Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời lượng để trò chuyện cùng một đoàn phim mà Kim Thanh tin rằng với các thính giả nghe đài hôm nay là cũng đã cảm thấy phải nói là ngày nào cũng chờ đợi cái bộ phim này, và thậm chí là một người bạn của Kim Thanh, một đồng nghiệp á, phải nói là canh phải chờ tới 8 tiếng đồng hồ để chờ tới giờ phát sóng bộ phim để có thể được xem. Vâng, không bộ phim nào mà gây sóng gió trong thời gian này như là bộ phim Tiếng Sét Ở Trong Mưa. Và trong phòng thu ngày hôm nay thì có đạo diễn Phương Điền cũng như là các thành viên trong đoàn phim. Thì lời đầu tiên xin được cảm ơn ekip đã dành thời gian đến đài để có thể là trao đổi, trò chuyện những câu chuyện hậu trường thú vị xung quanh bộ phim này. Và có lẽ là anh Phương Điền, anh sẽ giới thiệu về mình trước ạ. Mình trước tiên xin chào Kim Thanh, Dạ. xin chào thính khán giả đài VOH Dạ. Dạ. FM 9.9 MHz. Cũng thay mặt ekip, thay mặt đoàn làm phim cũng đến đây giao lưu với các bạn khán thính giả. Phương Điền thì cũng là theo nghề này cũng khoảng 25 năm hơn rồi. Cũng đạt rất 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 nhiều giải thưởng và cũng có những cái phim cũng đã đi sâu vô lòng khán giả. Nói về miền Tây thì mình lại có nhiều kỷ niệm hơn và mình lại lại giống như là bằng cách nào và bằng giá nào cũng phải có những cái tác phẩm đậm sâu về miền Tây. Đó là cái bản chất của Phương Điền. Dạ, vâng. Và kế bên anh Phương Điền thì bên tay phải của anh là phải M3 Dạ, nhờ Kim Anh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang nghe đài FM 99,9 MHz. Lời chào trân trọng và kính mến nhất. không ạ? Mình Xin chia chào sẻ chị chút Kim xíu về Thanh. cái vai diễn của mình đó, cái vai ở trong phim mình đóng nhân vật như thế Vâng, nào? và trong Tiếng Sét Trong Mưa thì rất là may mắn và hạnh phúc khi mà được đạo diễn Nguyễn Phương Điền giao cho vai Thị Bình. Vai Thị Bình, trong vai Thị Bình thì chắc có lẽ là quý khán giả thời gian vừa qua cũng đã coi bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa rồi. Và nhân đây thì Kim Anh cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã dành tình yêu, tình cảm cho vai Thị Bình nói riêng và tất cả các anh em trong ekip làm phim Tiếng Sét Trong Mưa nói chung. Lời cảm ơn sâu sắc nhất. Dạ, thật ra là Kim Thanh đọc comment thì thấy gọi Thị Bình là M3 đó, nhưng mà Dạ. thật sự là M3 là ai ạ? Thật ra thì khi mà khán giả gọi là M3 thôi, chứ thật ra đối với lại cậu ba thì vẫn là con Bình. Con Bình, một cái tên rất là thân thương đúng không? Kế bên đây á, thì này xin vượt quyền chị Kim Thanh chút xíu ha. Kế bên đây đó là cậu ba của đời Bình. Dạ, mời cậu ba lên tiếng ạ. Cậu ba lên tiếng đi. Cảm ơn Đạt, xin được kính chào khán thính giả của đài VOH FM 99,9 MHz. Thì hôm nay Đạt rất là vui và rất là vinh dự khi được ngồi ở đây cùng với anh Phương Điền, chị Kim Thanh cũng như là Nhật Kim Anh, Cao Thái Hà và anh chị Biên kịch biên kịch. Hạ Thu. Thì nói chung là cái cảm giác vừa rồi trong cái thời gian mà từ đầu cho tới cái tập 21 này Dạ. thì rất là vui và rất là nhiều cảm xúc khi được các quý vị khán giả quan tâm và dành nhiều lời khen cho phim cũng như là tất cả các nhân vật do các diễn viên thể hiện là mọi người đều đều rất là quan tâm và mọi người đều khen hết. Thì cái điều đó là thật sự cho Đạt gửi lời cảm ơn. Rất cảm ơn chân thành và xin chúc quý khán giả sẽ xem tiếp những tập tiếp theo của bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa và bật mí chút xíu nha, kịch tính còn nhiều lắm. Nói chung là càng về sau càng hấp dẫn. Vâng, và một nữ diễn viên phải nói là nhận lời ném đá hôm nay không biết là đủ xây biệt thự chưa. Vâng, Cao Thái Hà, mình lên tiếng ha. Dạ đủ rồi đó. Tới tập Luôn 21 luôn là không thấy em. em xây được mấy cái biệt thự rồi nha. Cao Thái Hà xin chào khán thính giả của đài VOH FM 99,9 MHz. Hôm nay Hà rất là vui khi mà có mặt ở đây để mà trò chuyện với mọi người. Chắc mọi người cũng xem Tiếng Sét Trong Mưa thì cũng biết đến mở hai sáng là ấn tượng như thế nào trong mọi người rồi. Nói chung là nhận cái vai này thật sự là một cái thử thách rất là lớn với Hà. Lúc mà đọc kịch bản thì rất là hoang mang, nói với anh Điền là anh Điền ơi em sợ em không làm được thật sự luôn. Mà để đóng với chị Nhật Kim Anh, với anh Cao Minh Đạt, anh Hứa Minh Đạt rồi chị Lê Bê La nữa, thì thật sự lúc đó là cái thời điểm mà Hà nghĩ rằng là
thôi tiêu rồi, mình đóng với mấy anh chị là chắc tiêu rồi, mình không ngóc đầu lên nổi đâu, bởi vì mình không tự tin cái khả năng diễn xuất của mình không thể làm được để mà đàn áp được mọi người. Nhưng mà được cái sự động viên của anh Điền thì cuối cùng là Hà đã hoàn thành được cái vai diễn đó, và rất may mắn là cũng được khán giả đón nhận. Thì thật sự là rất cảm ơn quý vị khán giả đã đón nhận bộ phim, đón nhận và yêu thương các vai diễn trong bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa. Dạ, tức là kiểu như là mình cũng hơi khớp cho nên là mình cố gắng mình ác nhất có thể, đúng không? Thành ra cuối cùng là nó quá đẹp. À, chắc là Hà phải cảm ơn tới biên kịch chị Hạ Thu, bởi vì rằng là thực sự rằng là trong sự nghiệp diễn xuất của Hà, có thể nói cái vai Mợ Hai Sáng là một cái cột mốc rất là quan trọng trong sự nghiệp của Hà. Cái phần diễn xuất của Hà chắc là nó chỉ chiếm một nửa thôi, một nửa còn lại cơ bản là bởi vì biên kịch kịch bản đã quá là hay rồi, nên Hà chỉ việc là làm theo thôi là mình đã đủ để khán giả cảm nhận cái vai em diễn cho đó. Quý khán giả biết luôn đi, tới giờ đâu dám ra đường. Bây giờ không dám là tin nhắn Facebook đâu mọi người. Nhân đây là nếu mà mọi người nghe nhiều để mọi người làm ơn là thương Hà đi, đừng chửi Hà nữa, tội nghiệp lắm. Bởi vì đó là Hai Sáng à, chứ không phải Hà. Chị Hà Thu lên tiếng đi cho mọi người biết cái giọng của chị Hà Thu coi hiền hậu vậy mà biết toàn là những cái vai ác không. Hà Thu xin kính chào khán thính giả đài VOH FM 99.9 MHz. Thật ra thì Thu đã bỏ một năm để viết cái kịch bản này. Dạ. Thì khi mà thật ra Thu là người miền Tây nên khi mà viết về cái kịch bản này thì Thu cũng có nhiều thuận lợi lắm, mà lúc đó không biết sao mà mình nhập vai, nhập đến nỗi mà sáng tác ra những cái nhân vật mà nó ác và nó cá tính như vậy nữa. Nhưng mà thật ra thì Thu cũng nghĩ là ác ở đây thì mọi người đều có một cái nguyên nhân để ác, chứ không phải là ác mà bẩm sinh là cái bản chất là ác, nhưng mà mỗi người đều có tính thiện ác, nhưng mà nó bị giống như hoàn cảnh đẩy đưa để ác lên, thì cuối cùng cái kịch bản của mình nó động lại là cái thiện nó phải tồn tại, nó bao trùm lên cái ác, nó phải bị tiêu diệt. Dạ. Dạ. Là đây là ông xã của mình cũng là một cái người gọi là đắc lực giúp mình biên tập. Dạ. Kịch bản mà có thành công hay không thì cũng có công của anh rất là lớn. Xin kính chào quý vị. Mình là Bảo Hoàng, ông xã của tác giả Hạ Thu. Hạ Thu thì hiền dữ lắm, nếu mà quý vị gặp ở ngoài thì không có nhìn ra chị Hạ Thu. Chị Hạ Thu hiền mà nhát mà không có dám nói nhiều nữa. Với cái trách nhiệm là người biên tập, người nối kết và là cái người cuối cùng để cho tác phẩm tới tay đạo diễn và nhà sản xuất, thì phải nói là cái kịch bản này thì hai vợ chồng rất là đầu tư, rất là tâm huyết. Có những đêm mà không có bà xã nhà mình ngồi mình biên tập một mình, mà phải nói là làm suốt tới nỗi mà mình nghĩ không nghĩ sao mà nhân vật nó lại hút mình, mà một cái thời điểm đó, cái giai đoạn đó mình lại viết được những nhân vật như vậy và những cái câu thoại như vậy. Bây giờ nghe lại diễn viên, nghe lại phần dựng của đạo diễn thì mình rất là cảm ơn tất cả sự cộng hưởng của từ đạo diễn, từ tác phẩm cho tới nhân vật, cộng cả âm nhạc và hình ảnh đã cho ra một tác phẩm có thể là được khán giả rất là yêu mến. Nhiều người bạn đã nhắn tin và gọi điện là tụi tao không ngờ hai vợ chồng mày hiền quá mà sao có những nhân vật lạ quá. Cảm ơn VH rất nhiều và cảm ơn toàn bộ ekip. Dạ, Kim Thanh muốn hỏi anh Phương Điền là không biết là với ở đây mình có ba diễn viên là Nhật Kim Anh Cao Minh Đệ cũng như là Cao Thái Hà, thì bản thân anh là đặt để ba nhân vật này như thế nào? Mình có casting không, hay là mình thấy kịch bản nhân vật này thì mình thấy là ví dụ Hà nhìn mặt cũng ác ác thôi mình mà mời mấy ác nó cũng hợp hay là sao ạ? Thực ra thì chọn diễn viên đối Điền nó cũng không khó. Điền có một lợi thế là hầu như các diễn viên trong phía Nam này đều thích làm việc với Điền. Dạ. Thì hầu như Điền chọn vai nào thì các bạn coi như là đo ni đóng giày vậy đó. Dạ. Nhật Kim Anh thì cũng đã thân với Điền, cũng làm với Điền hai phim trước đó rồi, nên Điền đã biết được cái cơ diễn và biết được cái ấy. Ở trong cái vai nhà của M3 này, Điền cần một cái cô thôn nữ có thể tải được cái câu chuyện từ 18 cho đến lúc 50 mấy tuổi. Thì cái chọn lựa số 1 của Điền vẫn là Nhật Kim Anh. Tại Nhật Kim Anh trước đó đã đóng con gái bố già của Điền, cũng đã đóng vai 18 tuổi rồi. Nên coi như là cái vai Nhật Kim Anh là coi như là đóng khung, không có thay đổi gì hết. Còn ở Cao Minh Đạt
Cao Minh Đạt thì cũng làm một cái phim trước đây với Điền cũng gần mấy năm rồi. Lâu rồi. Đó là một cái vai trong phim Lục Văn Tiên. Dạ. À, Cao Minh Đạt đóng vai Trịnh Hâm. Trịnh Hâm. Một cái vai cũng thâm độc, cũng là ác. Nhưng mà thời điểm đó thì Điền cũng mới ra trường nên cũng chưa có đo được cái sức diễn của Đạt. Nhưng sau này thì Điền có quan sát một số phim Đạt đóng rất là đạt, rất ấy. Cái, trong cái phim Tiếng Sét Trong Mưa này, Điền phải nói là giống như là ba lần phải mời Cao Minh Đạt ra. Yeah. Người ta nói là tam cố thảo lưu gì phải không? Nghĩa là vẫn đợi yeah. Đạt về. À, cũng có ý định là khi Đạt bị trùng với một cái phim khác yeah. thì cũng trong đầu cũng có thay đổi. Nhưng rồi sau đó thì mình nói thôi bây giờ Đạt nó kẹt thì mình cũng phải đi chọn cảnh đi. Rồi xong rồi có ngồi với chị Thu bàn tiếp kịch bản, chị Thu đợi thêm đợt đó, đợi thêm một đợt nữa về tất cả mọi cái, nói chung là ba lần để mời được Cao Minh Đạt. Dạ. Tại mình nghĩ là Đạt cái sức diễn ấy mà tâm sự thật lòng là trước khi mời với Đạt mình cũng ngồi với anh nghệ sĩ nhân dân Việt Anh rất nhiều để hỏi, nói là Đạt cái sức diễn của Đạt em lâu quá em không coi cái ga như thế nào. Anh Việt Anh thì cũng giống như anh, cũng như giống như thầy mình đó, anh cũng khuyên những cái lời khuyên mày hướng Đạt như vậy. Thì thực ra trong cái sống này cũng rất cảm ơn anh nghệ sĩ nhân dân Việt Anh đã cho Điền một số cái lời khuyên trước khi mà quyết định giao cho Cao Minh Đạt cái vai cậu ba. Dạ. Và không ngờ là cậu ba diễn vượt cái sức tưởng tượng của mình mà đây là một người diễn viên rất là chuyên nghiệp, cộng hưởng rất nhiều đối với đạo diễn từ lúc mà nhận kịch bản cho đến lúc ra hiện trường phân tích nhân vật rồi thậm chí rồi bàn bạc thậm chí cách thể hiện như nào để tương đồng tương tác và gọi là bạc tay nghe chung với tất cả những diễn viên đàn em đó là một diễn viên mà coi như giống như một đàn anh mà chỉ bảo cho các em. Có được Cao Minh Đạt thì Phương Điền cũng nhẹ cho cái vai cậu ba Khải Duy. Còn ở Cao Thế Hà, thực sự cô bé này mình cũng đây là lần đầu tiên Phương Điền được làm gì việc Cao Thế Hà, cũng quan sát cô bé này rất nhiều, cũng ấy. Điền thường hay chọc Cao Thế Hà là Điền có một cái nguyên tắc của Điền là khi mà muốn mời một diễn viên nào, diễn viên đó phải lên gặp mặt Điền được, phải nói chuyện và trò chuyện với Điền một hai lần thì ấy. Thì khi mà gặp Cao Thế Hà là Điền đã ưng ngay rồi, tại vì cô ta có một cái đôi mắt rất hay, mà trong nghề gọi là đôi mắt của mình nó thì cái đôi mắt bò. Đôi mắt bò. Đôi mắt bò là một đôi mắt rất thông minh. Không, thật ra mắt diễn bò viên đẹp mà được mà đôi mắt bò là nó sẽ tải rất được nhiều cái tâm trạng diễn viên và điều đó chú ý rồi. Thể hiện trên rồi. Và mình nghĩ rằng chỉ cần mình hướng cô ta đi theo một cái gì mình mong muốn là chắc chắn ra. Và rõ ràng là khi mà chọn Hà thì mình ra trường thì hay gọi là cô bé là ác nữ mặt ngọc. Mặt nó đẹp quá rồi sao tự nhiên ác quá. Đó, thì làm gì với Hà càng làm càng thích. Thích yeah. là gì? Là cần cù, chịu khó và không ngại, không phải là đến hiện trường là phải anh ơi quay lẹ em về anh ơi ấy. Cô ta quay quẩn từ sáng đến chiều, quay một hai phân đoạn cũng không có phần nào gì hết. Đó là điều mà để cho đạo diễn đặt được cái niềm tin rất nhiều và mình sẽ có nhiều cái sáng tạo hơn chứ không phải bị gò bó trong cái thời gian. Và cái thứ hai ở Hà là Hà không cho nhắc thoại và Hà thuộc thoại cực kỳ giỏi. Wow. Ồ, đó là cái diễn viên mà trong thời điểm này mà kiếm được một diễn viên như vậy để mà mình chạy theo tiến độ, để nắm được tâm lý nhân vật, để thể hiện được tất cả những cái gì mà mình có thể thấy một test thứ nhất chưa được, test thứ hai chưa được, test thứ ba có thể yêu cầu cao hơn thì Cao Thế Hà có thể đáp ứng và giúp cho mình rất nhiều cho tác phẩm đó. Đó. Rồi trong cái dàn diễn viên này thì cũng nói sơ qua đi, giống như là Lê Bê La. Yeah. Lê Bê La bữa nay thì cô ta kẹt đi quay, cô ta không đến được. Nhưng thực ra cũng phải khen, phải cảm ơn Lê Bê La. Tại mình cứ mở Đài Vĩnh Long lên, mở tất cả những cái phim thì cứ cũng chịu thương, chịu khó khóc, rồi chịu thương, chịu khó khóc, rồi làm lam lũ và dai cực khổ mà. Thì mình thấy con nhỏ này nè, thực ra chị Hà Thu đã đặt tên một cái tên rất hay, tên Hiểm. Thì con người nó phải hiểm, phải con người lầm, đừng có để cho người ta biết trước. Nên mình đừng có khi nào mà chọn một cái diễn viên mà nó lộ ra được cái hiểm nó đi. Bây giờ chọn ngược lại tí xíu đi.
chọn ngược lại một nhân vật mà người ta từ xưa người ta thấy là nó lúc nào cũng thấy là mở lên là thấy nước mắt, rồi mở lên là thấy khổ khóc than, rồi đóng vai cực khổ. Bây giờ chọn ngược lại để cho ta tưởng là làm cái vai đó là mỗi vai khổ nữa. Rồi ấy, tại thực ra khi mà Lê Bla trước đó cũng làm với Điền 2-3 phim rồi, cái sức diễn cô ta quá giỏi, quá giỏi, nên khi mà mình đã chọn được Lê Bla thì mình đặt đẩy vô, đặt đẩy và hướng cô ta đi theo cái, những cái gì mình mong muốn, đó là như vậy. Còn cái vai của Hứa Minh Đạt, vai lũ cũng là một ẩn số. Khi mà đọc đến chi tiết của chị Hà Thu là mợ hai nhìn lũ rồi thấy vai u thịt bắp là mình nói chết mồ, chị này chỉ đặt cho mình một cái thế là phải chọn một cái nam diễn viên nào vai u thịt bắp để cho mợ hai có vẻ là thèm thuồng và có ý đồ. Cái mình nói không, ngày xưa thì thực ra thì ví dụ mà mình tương đương ở thời Phục Hưng đi, người đàn bà đẹp là phải người đàn bà đẩy đà thô kệch tí mới đẹp, chứ bao giờ mình chọn mà anh chàng đó thời điểm này mà người sáu múi hay là gì đó, nó nhìn nó ngợm ngợm mà nó lại đi ngược, nó trỗi lại với cái một cái phong cách mà miền Nam hoàn toàn, hoặc là một cái lối xưa của mình đó. Thôi Điền nói nghĩ à, tình cờ thì bữa đó cũng gặp Hứa Minh Đạt, nói chung là cũng gặp ở trên quán cà phê, cái nói ủa ông này nãy cũng thấy Đạt, thì thường thì Đạt nó diễn hề, phải nói là Đạt diễn rất hài, tất cả những cái clip mình coi á thì mình thấy được. Nhưng mà lại nói chuyện nó Đạt, anh có mỗi vai này anh mời em, nhưng mà cấm em không diễn hài, em diễn hài là anh không chịu. Cái nụ dây gì em nói em không có thời gian anh ơi, anh Điền thú thật với anh Điền là em đi suốt rồi, với lại em làm em diễn show chị anh gọi lên rất nhiều rồi, nên em không có thời gian. Tao nói mày về mày đọc xong kịch bản đi rồi từ chối anh cũng được, không có vấn đề gì hết. Và thế là anh đọc xong kịch bản nói em bỏ hết theo anh. Wow, rất là thú vị à. Dạ, nhưng mà có một điều em thắc mắc là không biết là với Nhật Kim Anh cũng như là anh Cao Minh Đạt đó, là bây giờ mình đóng lại Thở Thanh Xuân với những cái cảnh tình cảm đó thì như thế nào nhỉ? Đặc biệt là cảnh mà hai người tương tác với nhau. Thôi anh em đóng đây luôn đi. Đó là câu trả lời luôn. Thật ra thì Đạt với lại Nhật Kim Anh đã đóng với nhau mấy phim rồi em ha. Là cũng là hai đứa cũng đóng vai tình cảm với nhau rồi thì với lại thật ra thì tình cảm thời thanh xuân á, giống như cái thời dòng xoáy tình yêu á anh. Thì đã nói rồi là công việc mà, với lại thật ra là giữa hai anh em với nhau ngoài đời cũng đã khá thân thiện rồi. Cho nên thì khi mà cái cảm xúc với nhau để đóng những cái cảnh đó thì sao em hả? Đương nhiên là phải có rồi. Thật ra thì giữa Kim Anh với anh Đạt á, cũng đã làm việc với nhau, cho nên là những cái cảnh mà hai anh em phối hợp với nhau á, thì cũng rất rất là dễ dàng, chứ không có bị ngại ngùng khi, giống như là một diễn viên mà mới gặp và mới nói chuyện vài ba câu thì nó sẽ có những cái trở ngại, đó là ngại ngùng rồi đủ thứ. Nhưng mà giữa Kim Anh với anh Đạt thì có một cái thuận, đó là anh em đã từng làm việc rồi, hơn nữa là đạo diễn là người mà ngồi mò đó, cho nên là chỉ cách diễn xuất. Nói chung á là trong phim này á, cái cảnh mà Hà hãm hiếp anh Hứa Minh Đạt nè, là cũng là do đạo diễn. Nói chung là đạo diễn là người tại vì thị phạm hết á. Như thế nào ra sao là có những cái hình ảnh hậu trường mà chưa có đưa lên, nó chưa tung lên hết. Thực ra thì cái trở ngại lớn nhất mà khi mời Nhật Kim Anh với Hứa Cao Minh Đạt vô cái vai cậu ba với cô Thị Bình này á, là vấn đề tụ tác. Vấn đề tụ tác gọi là ép mà nói ép quá ép. Nhưng mà thực sự khi mà đến ra hiện trường á, mình thấy chị Hà Thu chỉ viết những chi tiết này nó thơ quá, nó mộng quá và nó đời lắm, nên mình nói bằng mọi giá phải quay bằng được. Vì thứ nhất, ví dụ con gà đi, đưa ra một cái chi tiết con gà, đưa vô một cái thế là cậu ba phải xử lý con gà, cô này phải xử lý con gà nữa, là thấy là trẻ con rồi. Thêm một cái nữa là cái mít, leo cái mít rồi mình ra hiện trường đó, trên cái nền hiện tại tại hiện trường mình xử lý, rồi leo lên thì phải tương tác với nhau. Thì thực ra khi mà nó đặt vô đúng để hoàn cảnh thì các bạn này cứ thế mà phải diễn theo cái hoàn cảnh đã quy định rồi. Rồi ở trong đây cũng nói có một cái chi tiết trái bần,
bởi giờ chưa viết bài nào để nói gì nữa. Chị Hà Thu có viết một cái chi tiết trái bằng mà mình nghĩ trái bằng ổi, mà mình nghĩ nếu mà mình không làm như vậy thì cái phim mình sẽ không mang hơi ốm hơi hớm của ngày xưa. Một trái đồng quê, trái bằng ổi, rồi cũng đã qua thời của cha ông mình đã từng ăn những trái đó. Thì bây giờ trong này cậu ba vì thương Thị Bình quá mà Thị Bình lại thèm một trái bằng ổi, thì tình yêu mà mình không làm để thấy được cái tình yêu có cả, bằng mọi giá đi kiếm trái bằng về cho vợ yêu mình, thì có nghĩa là mình cũng hơi sơ sót những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Nên cả đoàn phim đi kiếm, đạo diễn cũng phải đi kiếm, mà kiếm từ đầu phim cho đến cuối phim, rừng đến ngày quay cũng không có nữa. Thời mai đến một cái vùng đó và lăn la hỏi được, và cuối cùng kiếm được hai cây bằng ổi, có được mấy trái mừng ngừng chết. Dạ phải thời này đỡ thèm trà sữa ha. Mang vô lẹ liền. Nhưng mà không biết là anh Điền ảnh làm vậy là có ác với em không, sao cho em đóng cái cảnh vậy với lại Hương Minh Đẹp không? Một người rất là đẹp thôi để Hà nói trước đi, Hà nói trước đi rồi bữa nay trên sóng truyền hình anh sẽ lý giải tại sao anh lại phải làm cái cảnh đó ra cho tới mới được. Và Hà thật ra là Hà thấy Hương Minh Đạt đẹp trai không? Thật sự thì đến ngày hôm nay thì mình cảm nhận được là khán giả đón nhận bộ phim, và kể cả mặc dù là mình bị chửi đó, mình bị ghét đó, nhưng mà mình biết rằng là đó là thành công của vai diễn. Nên dùng cái từ anh Điền ác với Hà thì hoàn toàn là sai rồi, mà Hà nghĩ rằng là anh Điền đã trao cho mình một cái cơ hội rất là lớn trong sự nghiệp của mình. Và cộng thêm nữa là anh Điền trong cái lúc làm việc á, ảnh đã rất là tận tình trong cái việc rằng là truyền lửa cho Hà rồi chỉ dạy Hà, bởi vì thật ra cái cảnh mà cũng hiếp anh Vân Đạt đối với Hà bị quá sức, bởi vì mình cảm thấy mình không thể lớn được anh Đạt rồi, mình rất là lo luôn. Xong rồi thật ra lúc đó mình làm bị tâm lý mà mình gồng chứ mặt mình để mọi người biết mình căng thẳng, mình nhục lắm, mình cũng bị bỏ chứ mình gồng lại mình gắng cố gắng. Thì lúc mà ra làm lúc cảnh đầu tiên, anh Điền ngồi ngoài mon thấy đặt tập là thấy không xong rồi, anh Điền chạy vô: không được nha Hà, em làm như vậy là cao thế Hà nha, mở hai là không có như vậy nha, em hiền quá rồi. Thế là ảnh la một hồi anh Đạt, cái em mới nói thôi anh cho em một cơ hội đi, lát nữa vô diễn em đẩy tới nóc luôn. Xong là anh thị phạm tất cả những, thật ra thì Hà rất là may mắn được cái sự tận tâm của anh Điền, là từng cái đường dây, từng cái hành động ấy là anh Điền chỉ dạy cho Hà hết. Hà chỉ việc rằng là nghe theo lời của anh Điền, và lúc mà diễn xuất á thì mình cố gắng mình tập trung vô đôi mắt của mình thôi. Thì rất là may mắn là khi mà cái phân đoạn đó ra được, mọi người rất là thích và ấn tượng cái phân đoạn đó. Nhưng mà lúc mà em cái xem là em thật sự không tưởng tượng cái mặt em như vậy. Em không tưởng tượng được tại sao cái mặt em như vậy luôn á. Bởi vì mọi người nếu mà gặp Hà ngoài thì không có liên quan gì đến khuôn mặt lúc mà cưỡng hiếp mình đâu mà đẹp. Trời ơi, công nhận mà phải là nữ mà cưỡng hiếp một nhân vật nam mà như là Hứa Minh Đạt nữa, trời ơi. Mình không hiểu là nếu mà bữa nay có Hứa Minh Đạt đây, không biết cái cảm xúc lúc đó như thế nào. Cảm thấy cái sự vồ vập. Anh Đạt anh có trả lời phỏng vấn, anh nói là anh có một chút cảm giác sợ lúc đó, thì đó là cái thành công của Hà trong cái phân đoạn. Nhưng mà lúc em đóng, em có lúc đó thật sự em có hào hứng không? Hỏi thiệt á. Không. Hồi tấn công đó, lúc tấn công ấy, cảm giác em sao? Không, em này anh đâu trả lời được giùm cho Hà. Nói chứ đi. Bởi vì rằng là Hà là hứng thú. Cái lúc đó thì thực ra trong cái suy nghĩ của Hà thì Hà không có diễn cái dục vọng nó nhiều, mà cái phần lớn ở đây là Hà muốn thể hiện cái sự phân biệt giai cấp, cái sự đàn áp, cái sự quyền lực của mợ hai, muốn cái gì là làm được cái đó. Thì Hà sẽ thể hiện cái sự dữ tợn nó nhiều hơn là cái dục vọng. Nên thật ra cái cảm giác mình thích trong cái lúc đó thì Hà không có, mà Hà chỉ thể hiện cái đàn áp và cái mong muốn thực hiện cái mục đích của mình, rằng là mình hy vọng mình có một đứa con để tham gia vào cái cuộc chiến gia tài này. Thì đó là cái mà Hà muốn thể hiện nhiều hơn. Còn cái anh Điền lại có cái này. Thực ra mình tạo được những cái scene như vậy á, là cái clip này nó đã có từ một năm trước rồi, chứ không phải là vậy. Đây là cũng là một cái hình thức để mình giới thiệu, giống như những cái teaser nhỏ để khán giả chú ý của bộ phim của Phương Điền. Nhưng cái ý ngầm nó lớn hơn ở trong đó, mà bao quát hơn nữa. Thì cũng cảm ơn chị Hà Thu đã viết phân đoạn đó. Thực ra trong cho đạo diễn có quyền từ chối không quay phân đoạn đó, chỉ cần đóng cửa cái kịch lại là coi như là cuộc đời thằng Lũ đã xong rồi, chứ không cần phải giống tỉ bỏ bùng vậy đó. Không phải cần phải tỉ mỉ rồi ấy. Thực ra để trong cái đoạn này thì hôm nay trên sóng này thì cũng tâm sự rõ ràng nó có cái gì, cái thân phận ở đời ngày xưa
người ta chưa hề người ta hiểu nó sẽ như thế nào. Tại bây giờ toàn là chúng ta là con cháu trong cái gì, nhưng mà trong thâm tâm của Điền nghĩ là ngày xưa ở đời nó cực khổ lắm. À, cái hình ảnh mà Nhật cứ manh cánh nước, Điền cũng đã mường tượng cảnh ba mẹ với ngoại Điền đã đi cánh nước rồi. Bây giờ cậu Điền cũng đi ở đời ngày xưa trăn trâu nhiều lắm. À, bây giờ làm sao để cho khán giả ở lại cảnh đó? Thì khi mà cái chi tiết này á, Điền hơi over lên tí xíu. Nhưng mà trong cái ngầm của Điền á, cái over này có mục đích chứ không phải là không phải mục đích. Một cái thằng thân cái tấm thân đó thì không đẹp đẽ gì, nhìn thấy bụng xỉn, nhìn không hấp dẫn gì hết. Mừng mà bà mợ hai này vẫn cần đến lũ. Để sao? Tại bây giờ đến thời điểm này mợ hai phải có đứa con, trong khi Bình đã có con rồi. Dạ, mà trong phim đâu còn ai được nữa. Đúng vậy, nhìn qua nhìn lại chỉ là lũ con hết. Nhìn qua nhìn lại. Và bằng mọi giá là mợ hai phải cưỡng đoạt, phải dùng là từ cưỡng đoạt. Cưỡng đoạt để có một đứa con, để có thể tranh giành cái gia tài này chung với Bình. Nhiều khi mọi người xem, mọi người không hiểu được cái ý ngầm của Phương Điền trong đó, cứ tưởng là cái này là một sự dâm dục, một cái sự dục vọng. Nhưng mà khi chiếu lên đâu có gì đâu. Thí dụ mà cái đó mà là cảnh dung tục, cảnh dung túng hay gì, cảnh ấy, thì đài nó đã cắt rồi. Dạ. Mà cái này coi như là một sự hài hước, mà cái sự hài hước nó còn đẩy lên cao trào là ngày mai sáng anh nhảy xuống sông tắm như gột rửa là hết tất cả những cái dơ dái đó. Thì rõ ràng trong cái ý đó, trong cái phân đoạn đó, Điền cố làm over lên để cho thấy một cái sự hài hước. Mà ngày xưa người ta có tiền, có quyền, người ta có quyền bày ra những trò đó cho hình thể. Đó, thì đó là những cái cảnh mà hôm nay thì ngồi trên sóng Điền mới tâm sự, chứ cũng chưa viết trên Facebook, cũng chưa có phản bác gì tất cả những cái cảnh đó. Nhưng mà Điền nghĩ rằng á, là khi mà 30 tập đài duyệt á, thì người ta cũng cân đông đo đếm, và ta cũng hiểu được ý ngầm của mình, của chị em mình đó, chị Thu, để làm sao để thấy được cái thân phần của M2 lúc đó là quy cấp. M2 phải bằng mọi giá M2 có một đứa con, và cũng đó cũng trên cái sóng này cũng có thể là bộ chi tiết đó có thể nói gì, Hà Thu, mình có thể làm phần 2. Nhiều khi bây giờ tối nay lũ sẽ chết, tối nay sẽ chết, mọi người sẽ khóc thương cho lũ rất nhiều, nhưng đâu đó là chừng mở hai là có một cái mầm, một đứa con trong người của lũ, và Hứa Minh Đạt đường hoàng trở lại với một cái vai rất là ấn tượng, một cái vai rất đẹp đó, đó. Con của Cao Thế Hà, mà thực sự là trong đầu là đã có một cái đường dây cho riêng Hứa Minh Đạt rồi. Wow, phim phần 1 chưa mới có chiếu cỡ chưa tới nữa mà đã ấp ủ phần 2 rồi. Anh phần 2 á, anh cho em đóng vai Hiền nha anh. Ôi, em đóng vai Hiền cũng được lắm á. Bây giờ này thực sự á, là ở cái phim này á, là Điền với chị Hà Thu á, đưa ra một thông điệp rất lớn. Có thể ác thì phải trả giá, nhân văn á, thì nó sẽ sống dài, sống bền, sống vững hơn tất cả mọi cái. Nên về phần 2, nó nhỏ thôi, Cao Thái Hà sẽ là một người hy sinh tất cả để cho Thị Bình. Đúng không chị Thu? Anh đừng tiết lộ. Nói chung là đã có rồi, đã có trong đầu hết rồi. Dạ. Là Cao Thái Hà phần 2 sẽ là một cái người thấy ngày xưa mình ác quá. Dạ, bây giờ biết hướng thiện. Nhưng mà không biết là Nhật Kim Anh với Cao Thái Hà mấy hôm nay có đọc báo hôm qua nay đọc có mấy tiết mà kiểu mà hai người bằng mặt không bằng lòng gì các kiểu tình luôn. Có không? Bữa nay nói nữa phỏng vấn xong là mình sẽ chụp một tấm hình hôn nhau thấm thiết dập tắt cái tin đồn đó liền ha chị Kim Anh. Chị cũng không hiểu ở đâu ra có một cái tin đồn rất là lạ đời như vậy. Thật ra thì hai chị em chơi với nhau từ trước khi mà làm phim chung lần, với lại làm phim chung với nhau là từ cái thời mà Tìm Chồng Cho Vợ Tôi rất là lâu rồi. Tới giờ phút này luôn thì hai chị em vẫn đi chơi với nhau, vẫn vui vẻ bình thường, mà không hiểu sao hôm qua mới đọc cái báo mới đọc bài báo của hơi giật mình, nói ủa ở đâu ra có cái tin đồn này vậy. Chắc có lẽ là chị em mình bận quá, chưa có thời gian gặp nhau đi chơi với nhau nên mọi người đồn như thế. Nhưng mà ngày hôm nay trong phim nữa. Hôm nay thì trên VOH là sẵn nói luôn, hai chị em tôi còn yêu nhau nữa đó. Chứ không phải là bạn không đâu nha.
sẵn đây nhắc luôn một cái kỷ niệm mà Hà rất là nhớ, là Hà còn nhớ là khoảng tầm 7 năm trước khi mà đóng cái phim thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của Hà. Hà là một con bé gần như là bị chê lên chê xuống, không ai chơi với quê lên á, thì chị Nhật Kim Anh là cái người lúc đó là đàn chị rất là nổi tiếng rồi mà chị rất là thương Hà, đi quay là cho Hà có gian, bởi hồi đó Hà nghèo lắm, không có tiền mà đi xe đâu. Chị Nhật Kim Anh chở Hà đi quay rồi á, Hà nấu cơm ở nhà rồi rủ Hà về ăn rồi còn ngủ chung giường nữa chị. Thì bởi vì cái này là bật mí, bật mí bởi vậy nên là mới nói là ngoài cái chuyện mà chúng tôi là diễn viên ra rồi chúng tôi còn yêu nhau rồi đó, đã từng qua một đêm rồi đó. Bây giờ này sẵn hai đứa này nó khoe nhau, anh với em khoe nhau kìa đó, mình đã cứ sáng ngủ chung nhau đi rồi. Nhưng mà cái khoe này không hấp dẫn. Kỳ lắm anh ơi. Anh Đạt nói chung là anh Điền anh lăng loàn lắm, trong đoàn phim là hầu như là ai anh cũng ngủ hết trơn. Không riêng gì anh Cam anh Đạt đâu. Kiểu này là thấy nhưng mà ngộ lắm nha chị, ngộ lắm nha chị Thanh, là chỉ có lựa đàn ông ngủ thôi, ngộ lắm. Còn thấy ở trong phim này đó, tại vì Kim Thanh là người mà xem được hết tóm tắt của tất cả các tập rồi. Mình không coi từng tập chi tiết nhưng mà gọi là tổng thể cái bộ phim mình xem hết rồi thì thấy là anh Đạt cũng như có nhiều cảnh mình tạm gọi là hơi hành động đúng không anh? So với những cái bộ phim khác thì phim này như thế nào, nó bào sức anh dữ lắm không? Không biết là có bào sức dữ lắm không nhưng mà nói chung là có những cái cảnh quay rất là mệt, quay xong rồi là ngồi thở không à. Ngồi thở mà ánh mắt thì nhìn giống như nhìn vô định mà trong đầu mình nó giống như muốn xả suột vậy đó. Để tại vì vừa rồi mình căng tập thẳng. Trung quá, vừa dạ. tập trung về não, vừa tập trung về tim nữa. Dạ. Nói chung là tại vì thật ra diễn cảnh nào anh Điền anh biết mà, có những cái có nói chuyện với Điền, anh Điền ơi em diễn về nha. Là cái đó là mình đang suy nghĩ rồi sau đó là mình dùng cái cảm xúc của mình nó cho nên mệt lắm. Dạ. Nhưng mà đối với anh mệt nhất cảnh nào? Mệt nhất cảnh nào hả? Em thấy cái cảnh anh đánh người ta nó ghê quá luôn. Cái đó đánh thiệt luôn, là có dùng kỹ xảo rồi. Cảnh kinh điển đó anh. Có tối nay là đánh Hứa. Còn ngày hôm qua là anh đánh Hầu. Đánh hiểm cũng không có gì mà mệt đâu. Toàn là hiểm mệt đâu ạ. Toàn là những người kia mệt đâu. Nhưng mà thực ra đánh đó là đạo diễn đánh không chứ. Này đó, đạo diễn đánh không đó. Cái người ác nhất trong cái phim Tiếng Sét Trong Mưa này không ai khác ngoài anh Phương Điền. Ác nhất là anh Phương Điền mọi người ơi, ném đá nhà anh Phương Điền đi, đừng ném đá nhà anh Phương Điền. Chiều nay là mọi người sẽ thấy được hai clip mà Điền đánh. Đánh lũ, đánh Lê Bê La vừa đánh sàn mà vừa cảm xúc nữa. Tất cả thực ra đó. Thì mình dành cái sự diễn xuất cho diễn viên. Còn khi mà đến quay đến góc cận ảnh để đánh nhau rồi đứt với cái tay đánh là đạo diễn đánh không à. Chứ để nhà diễn viên mà nó dùng sức mà nó vừa diễn mà nó vừa đánh nữa thì cái sự tập trung nó không có. Tại vì đa số là cái hiệu quả mà cái đoàn roi á là phải đánh trúng mới đánh thật. Đánh Nhật Kim Anh mà mấy ngày đầu mà đánh Thị Bình mấy ngày đầu lọt vô nhà bà hội đồng á, rồi Điền phải làm từng cái miếng cạch tông, cắt từng miếng theo từng ló, khổ cái lưng của người diễn viên. Rồi sau đó thì Điền đánh, tại đánh cái chỗ nào hiệu quả bằng góc máy thì Điền là người hiểu rõ nhất. Nên tất cả những cái ác nhất trong phim là của ông đạo diễn. Chứ nói chung á, cái người mà ác mà đánh thật á, đó là anh đạo diễn. Mà tại vì á, không có mặt trên hình đó. Chứ thật sự là ông ác lắm. Anh Điền nhớ cái cảnh mà em đánh Đạt á. Cái bắt đầu xong rồi cái anh Điền cắt vô để mà anh Điền sửa lại cái tóc gì đó, anh Điền nhớ không? Có. Xong Đạt mới quay qua Đạt hỏi Đạt liền đó, ủa em sao không, em có sao không? Hứa mình Đạt mới nói là không sao đâu anh, thà vậy đi anh chứ quýnh đi quýnh lại hoài chết em ạ. Mà đúng thiệt là vậy, thà bị đánh một lần nói chung là một thật, lần một lần Lê Bê La cũng nói câu đó. Tại vì lúc mà khi mà cậu ba chạy về thì Bình đã trốn như lũ đi rồi, thì cậu ba há đập phá hết cái nhà đó và thiết kế chuẩn bị cho hai cái roi da để quýnh, mà mình chỉ đạo là nên quýnh ở trên cao, quýnh là quýnh vô cái bờ tường á để không đau diễn viên. Nhưng mà lúc Đạt diễn nhập vai quá, điên tiết á, là quýnh trúng không mà Lê Bê La thú thực là đã lót lưng cho Lê Bê La, mà Lê Bê La bị mấy đôi roi mà nó ngồi nó quặn lưng mà mình nhìn trong monitor nó trời ơi đau quá. Mà ra nữa, anh ơi chơi đi anh, chứ bây giờ quýnh hồi anh Đạt diễn lần thứ hai anh Đạt mệt hơn em, tại anh Đạt cảm xúc. Còn em là em ngồi em chịu đựng rồi, còn quay cận em sao, còn mình quay cái cảnh toàn trong máy thì vẫn còn những cảnh đó, thì chỉ thấy là Đạt quýnh như điên,
quýnh như điên, rồi sau đó vô đập phá tất cả. Mà cái ý lớn nhất của chị Thu viết là mình rất thích là đập hết đồ bàn thờ, đến lúc mà tình yêu mà bị động chạm mắt người mình thương nhất thì cả cái gia phong gia giáo nhà này nó đập hết, không còn hết. Mà Điền cũng là cái đạo diễn không chịu chơi, nó thật sự mấy đoàn phim khác chắc trốn hết, đâu có dám quay mấy cảnh đó. Điền lặn lội đi mua từng cái bình cổ đem về để cho anh Cam Đạt đập cho đã tay, đập từ A đến Z, đập từ đầu đến cuối, đập ra phía sau khi mà liếm lỗ. Anh đập rất là hứng thú luôn á. Mà chưa vui cái là bắt đầu khi mà quay những cận ảnh bắt đầu mình phải thuê những cái chén đũa thiệt để ăn, để quay cho nó thiệt. Còn cái chén đũa mà để đập là để một bên. Ông thiết kế thì ông đâu có nói cho mình biết cái chuyện đó đâu. Ông cứ để đây rổ. Mà lúc Đạt điên tiết lên gì thằng lũ nó không khai á, là đập phá tùm lum á, cậu ba bê nguyên cái đống đồ cổ quốc cái bông đây. Còn đồ giả lại. Tự nhiên Điền đang ngồi motor gặp anh thiết kế, anh khiều. Nhìn lên, gì vậy? Đang quay mà. Ông nói, anh ơi, biết gì không, nguyên cái đồ cổ không, đồ cổ thiệt á, thấy ơi luôn đây, đền hết gần cái chục triệu, trời ơi, dễ sợ đâu có biết đâu mà phải chịu, mà đến lúc đó nguyên cái đó là đồ cổ hả, bên thiệt bên giả, mà không đập giả đập thiệt, nguyên cái đồ thiệt đập bùm xuống trời. Không, nhưng mà em quan tâm là hôm nay là gặp Bê La có bình thường không? À, lâu rồi chưa gặp. Trời, nhưng đó, mà không có chắc không sao đâu, trời. Ngay sau khi cái cảnh đó là có nói rồi, thông cảm cho anh nha, mà lên đó không sao đâu. Hay thông cảm lắm. Hay thông cảm cho Lê Bà La, nó có nhiều cái bị em đánh nè, rồi anh cũng đứt tay đánh nè, rồi bị tát liên tục. Mà tát thì tát thì không có tôi tác giả được, tại vì thèo lẻo mà chạy vô là ăn cái tát bụp, bà hội tát rồi bà mở hai tát rồi cậu ba tát nhiều nhất, làm cái gì cũng không có vừa lòng cậu ba hết. Nhưng mà tính ra là vai của anh Đạt với vai của Hà là sướng, toàn là anh Hà ta không hả, ơi phần 2 thì khi đó 24 năm 6 thì phần 2 là mọi người chưa coi thì hiện tại là thấy là sướng quá chừng. Thật ra là cuối cùng là anh tức là anh đập đồ rồi thôi, chứ có ai làm gì anh đâu. Tại cậu ba mừ. Tính ra là vai này nhà vai của Nhật Kim Anh mới là cũng căng ha, căng khổ. Dạ, như ngày cách đây mấy hôm quay cái cảnh mà lúc mà cô bị thì Bình bị nhốt trong nhà kho. Bị căng sữa rồi nghe tiếng ấm khóc á, lúc mà cậu ấm khóc thì cái cảnh đó là em rất là căng não, tại vì mình khóc á, không có gì căng não bằng khi mà mình khóc nhiều quá. Mỗi lần khóc xong là coi như dây thần kinh mình nó căng ra rồi rất rất là mệt. Nhưng mà để có được những cái cảnh đó thì thực sự là mình phải dồn hết cái tâm sức của mình vào. Và cũng rất là xúc động là khi mà đọc cái kịch bản của chị Hạ Thu á, thì Kim Anh đã sống với cái nhân vật Thị Bình này rồi. Và thêm nữa là khi mà trước khi vào những cảnh quay thì ngồi bàn với anh Điền. Anh Điền là người làm tâm lý cho Nhật Kim Anh rất là nhiều, và nói những cái gì đó cảm xúc. Và trong cái thời gian diễn cái cảnh đó, anh ngồi ngoài, anh cũng là người gợi lên cái cảm xúc đó, tức là nói lên khóc đó. Có nghĩa là ở mình mít ướt vô cùng. Có nghĩa là gì nè, cái cảnh là Kim Anh ngồi trong đó là diễn, nhưng mà anh ở ngoài này là anh có nghĩa là Kim Anh khóc trong kia thì hai hàng nước mắt anh Điền là cũng đã ròng ròng rồi. Trời ơi, bây giờ là em hãy tưởng tượng đi, con em đã khóc ngoài kia, nó đang khóc. Nói chung là có nghĩa là anh Điền á, là từ xưa giờ Kim Anh cũng làm việc rất rất là nhiều, làm việc rất là nhiều đạo diễn rồi, nhưng mà anh Điền là một người có thể nói là truyền tải cái cảm xúc cho diễn viên rất là hay. Tại vì khi trong cái thời điểm mà lúc mà mình diễn những cái cảnh cảm xúc đó thì anh gợi lên, tức là anh nắm bắt được tâm lý của cái người diễn viên đó đang như thế nào, đang ra làm sao, có chuyện gì như thế nào, là anh bắt đầu anh moi móc những cái chuyện đó ra để anh làm tâm lý, để họ diễn hết tâm gan, nói chung là bao nhiêu cái tâm huyết là dồn hết cho cái phân đoạn đó. Thì ở đây thì thật sự là ngày hôm nay Kim Anh cảm nhận được cái hiệu ứng, nhất là vừa rồi đi diễn ở Sa Đéc thì cảm nhận được cái hiệu ứng của khán giả rất là tốt cho Tiếng Sét Trong Mưa. Rất là cảm ơn chị Hạ Thu với lại anh Phương Điền, tại vì đây là có thể nói là linh hồn
của bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa, tại vì hai anh chị đã thổi hồn vào trong bộ phim này. Thật ra Kim Anh hay anh Đạt hay là Cao Thế Hà, tất cả anh em trong ekip làm phim ai cũng góp phần trong bộ phim này hết. Nhưng phải nói để được cái thành công trong bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa thì phải kể đến đó là người mẹ đẻ, đó là Hạ Thu, chị Hạ Thu và anh Phương Điền. Đó, đây là một người thì sanh ra đứa con và một người thì thổi hồn cho đứa con, và đây là những cái tương tác của bộ phim đó. Thật ra là cái bữa mà Kim Thanh có đi dự họp báo cái phim này đó thì sau khi xem là phải nói là mình cũng thường xuyên dự, mình cũng thường xuyên mà xem trích đoạn của các bộ phim đó, nhưng mà bữa đó mình đi xem xong về mình viết một cái status trên Facebook là phim này cỡ nào cũng hot. Là mới bữa đó xem mới cái phần trích đoạn đó mình đã biết được là cái phim này rất là ăn rồi. Phải nói thật sự là cái phần diễn xuất quá đạt, và cái phần đầu tư ngay cả là trang phục nè, bối cảnh nè, câu chuyện và những cái chi tiết trong đó, và hình như là anh Điền anh rất là chịu chơi. Là tức là mình có thấy có kỹ xảo ở trong đó, có những cái nó thuộc về về đầu tư và nó tốn tiền rất là nhiều ở trong đó. Ở trong cái phim này thì em thấy anh Điền anh rất là tâm huyết, là tất cả bối cảnh anh phải làm cho đẹp nhất có thể trên phim. Như cả nhà mình nếu mà có coi phim sẽ thấy được là cái cảnh đồng lúa nè, rồi rất cái cảnh mà cái ghe chỗ lúa đó rất là đẹp và rất là chân thật. Để thậm chí cái xe lửa nằm chỗ bắt nó chạy. Tức có nghĩa là anh Điền muốn cái gì đó nhàng, nó thật nhất ở trên phim. Thực ra tiền thì làm phim trong thời điểm này á, hầu như là nó cũng nằm ở cái mức độ, nó cũng không phải được nhiều tiền đâu. Nhưng mà đây phải nói là được một cái tác phẩm hay, được một cái kịch bản hay quá, và mình cũng được phải nói là các bạn, các anh em, chị em diễn viên giúp sức cho mình, tin tưởng mình và cùng cộng tác để tạo nên một cái tác phẩm. Bây giờ đây là chỉ mới có phần đầu của 24 năm trước, 24 năm sau. Dàn diễn viên cũng toàn là những diễn viên tên tuổi và đầy thực lực của trong phía Nam này tham gia. Thì hầu như là Phương Điền cũng nhân đây thì cũng cảm ơn. Việc thứ nhất là cảm ơn các cộng sự các, có nghĩa là các tổ ekip, là những người mà sát cánh bên Điền hàng ngày á, mấy em mới là người cực khổ nhiều nhất, chứ còn Điền với các bạn diễn viên cũng có cực khổ nhưng cũng không đến nơi nào. Cũng cảm ơn nhà sản xuất, cảm ơn Đài Vĩnh Long, rồi cảm ơn các bạn diễn viên, rồi cảm ơn chị Hà Thu đã cho Điền những cái gì mình nghĩ trong đầu và mình có thể làm tốt hơn. Nên khi đã xác định được tất cả những chuyện đó thì không để sơ suất một tí nào, cố gắng làm bằng hết cái tâm của mình trước, làm bằng cái nhiệt huyết của mình. Khi nào mà cũng có những cái lúc mình sơ sẩy, chứ không phải là không có, tại làm phim mà cũng phải có sạn này sạn nọ chứ không ai nói hoàn thiện hết đâu. Nhưng mà mình cũng phải nói rằng không nên, những cái gì mình có thể còn làm được thì cố gắng làm cho bằng được, làm không được thì cũng sẽ làm qua ngày khác. Và cứ thế trong đầu luôn luôn có một chủ đích đó, cứ làm đi làm lại. Có nhiều phân đoạn quay xong rồi về dựng cảm giác không được, âm thầm lén quay lại, diễn viên không biết. Thực sự diễn viên cũng không biết, hoặc là mình viết thêm một số cái để làm cho nó hấp dẫn hơn. Thì rõ ràng khi mà từ hình ảnh cho đến bối cảnh, đến sự diễn viên, đến tâm lý nhân vật, đến tất cả những cái chi tiết nhỏ nhất trong phim là Phương Điền không để cho nó sơ sẩy một tí nào. Tại vì mình nghĩ chị Thu với anh Bảo Hoàng đã từng đêm vắt óc viết ra những cái đó. Mà bây giờ mình có một cái điều kiện, mình đang ngồi trên hiện trường mình làm, mà bây giờ mình không làm, mình cứ bỏ qua thì phim nó còn gì hay, phim nó sẽ không hấp dẫn nữa. Mà tất cả những chi tiết khi mình làm được, mình biết rằng những chi tiết đó khi dựng lên nó sẽ ăn, chứ không thể nào là chuyện những thứ thừa. Nhưng mà đoàn phim mình là kiểu như là đóng đô cùng với nhau hay là mình đi về về ạ? Nói chung là đóng đô cùng với nhau ở dưới Sa Đéc nè, Đồng Tháp nè, nói chung là đóng đô với nhau luôn. Là mình quay trong bao nhiêu ngày ha? Cũng khá lâu anh hả? Cũng gần 4 tháng hơn quay á. 4 tháng hơn? Hơn. Đồng Tháp là chừng 2 tuần à, 2 tuần 3 tuần gì. Nhưng mà 4 tháng tức là nhiều bối cảnh cộng lại. Sau này ở quận 9 đâu nữa, quận 9 mới nhiều. Quận 9 lắm. Tức là ở Đồng Tháp là 2 tuần là sinh sống cùng với nhau. Đúng rồi. Nè, thì 2 tuần đó có gì thú vị không ngoài phim? Thôi có thú vị không kể đâu. Mình có ai tố ai trong đây không? Mình có ai tố ai trong đây không? Ví dụ Cao Thế Hà nè.
Cao Thái Hà có đụng cảnh nào với cậu ba mà hấp dẫn không ha? Tất nhiên là có rồi mọi người. À, trong nhà này người đáng gờm nhất là mở hai phải để ý là cậu ba mà. Bởi vì rằng là cậu ba là một cái người mà coi như là nắm quyền lực hết ở trong cái nhà đó. Nói chung là nhà đó mình có một mình chống chọi với tất cả. Thật ra mợ hai cũng rất là khổ tâm, mọi người cũng có lý do để ác nha mọi người. Mọi người đừng có chỉ trích quá, hãy tìm hiểu tại sao mợ hai ác như vậy. Bị dồn tới con đường cùng mà. Bị dồn tới con đường cùng. Nhưng rồi là 24 năm sau là mọi người sẽ, mợ hai sẽ lấy nước mắt của khán giả rất nhiều đó. Ù lại đó. Nhưng mà Diễm với anh Đạt á, rất là thích. Thật sự làm việc phim này là một cái rất là may mắn với Hà luôn, là được làm việc với các anh chị nha. Hà còn nhớ là mỗi lần mà anh Đạt quay xong á, mình ra mình ngồi mình ngóc, mình ngóng, mình ngồi mình coi anh Đạt diễn mà mình say mê, mà trong khi mình đang là mợ hai nha, mà mình quên mất mình luôn, mình phải ngồi mình hút vô cái phân đoạn của anh. Rồi quay xong đi ra ngoài trước, bắt đầu ngồi mom em lại hỏi. Anh Đạt còn nhớ cái lúc mà ở ngay cái bàn ở đằng trước nhà cổ không? Em hỏi anh Đạt ơi, anh có thể nào chỉ cho em cách để nào mà anh có thể diễn tốt vậy không? Thì anh Đạt ngồi tâm sự chỉ cho Hà rất là nhiều. Thật sự là như chị Diệp Kim Anh nữa, lúc mà đóng chung với Diệp Kim Anh, mặc dù là mình bị ăn hiếp đó, mà còn chỉ sao để mà ăn hiếp cho nó dữ tợn hơn nữa. Tức là mấy anh chị lúc nào cũng chỉ cho Hà hết. Thật ra là Hà làm cái phim này á, thành công cái vai mở hai á là nhờ anh Điền, rồi nhờ các anh chị dạy cho Hà trong cái lúc làm việc rất là nhiều. Thực ra thì cũng Phương Điền xin nói, ngoài những ba diễn viên có mặt hôm nay thì Lê Vê La kẹt, Hứa Minh Đạt cũng kẹt, thì Điền còn có mời được anh Khương Thịnh nữa, diễn viên Khương Thịnh, diễn viên Kiều Khanh, rồi nhất là má Thanh Hiền. Từ Điền hay gọi là má Thanh Hiền, một cái cô rất lúc nào cũng hiền hậu nhẹ, mà bữa giờ cũng mừng là có tờ báo giật là siêu gián điệp. Nữ siêu gián điệp thì rất là mừng, là một cái vai chỉ là những cái vai lướt qua thôi, là những cái vai mà kết cấu câu chuyện mình thôi, mà khán giả xem cũng đã nhớ và cũng đã ghi nhận một cái chuyện đó. Rồi sau đó thì có những gia đình trong gia đình nữa, thực sự những người đó mình còn quý hơn nữa. Người họ phải chạy theo những cái lịch của các bạn diễn viên này mà ăn dằm nằm về trong đó, không có cơ hội đi lên đi xuống về. Tại đi về thì đến bữa cô này xuống thì lại không có, thì không quay được. Như cô ta mấy anh chị đó cũng đã giúp Phương Điền rất nhiều. Còn 24 năm sau thì còn nguyên một dàn diễn viên cũng đầy thực lực. Cũng cảm ơn anh nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam cũng tham gia một vai ở trong kịch bản gốc rồi, gọi là Lũ Quý. Thì ông này là ông Quý trong phim. Quốc Quy, Bạch Công Khanh, Quanh Kiều, Lâm Minh Thắng và Quỳnh Thảo Trang. Quỳnh Thảo Trang. Lý Tâm Thanh. Nói chung là những cái diễn viên mà khi mình thấy làm một dự án mà mở ra thì thú thật là Phương Điền nói là phim này không có nhiêu tiền hết. Và tất cả anh em đến bằng cái tình, bằng cái quý nhau, bằng cái tác phẩm mà cùng chung tay để làm nên một cái tác phẩm như vậy. Nhưng mà cũng 24 năm sau buồn á, mình phải đóng vai già, không còn thấy được xinh đẹp nữa anh ha. Trời ơi, già sao biết được, đẹp đảo. Không, Kim Thanh coi rồi, phải già hơn chứ, trời đóng vai lúc đó năm mấy tuổi rồi. Đúng rồi, phải già hơn. Chứ. Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ có quan trọng đó là cái chuyển tải nội dung và cái diễn xuất đúng thôi. Rồi, chứ còn lúc đó không có còn quan trọng cái chuyện đẹp nữa. Còn tôi với ông với con chúng ta. Trời, thời điểm đó coi là cũng thấy cũng hơi uổng xíu. Còn với Cao Thái Hà thì giai đoạn sau mặc dù thấy cũng đẹp á, thấy cũng đẹp và cũng đẹp á, cái thẹo rồi. Trời ơi, mấy cái đó thì người ta nhìn, khán giả người ta biết đó quá trang, người ta không để ý đâu. Nhưng mà thật ra với Hà với anh Đạt á, là Hà nhớ cảnh nào với ảnh nhỉ? Anh Cao Minh Đạt thì đa phần là những cái cảnh mà cậu ba hăm dọa mợ hai không được đụng tới Thị Bình thì nó cũng gần giống nhau. Bởi vì một cậu ba là một người nóng tính thôi, nhưng là không có một cái tính xấu là kiểu thâm độc hay như thế nào hết. Nên là giữa Hà với lại anh Cao Minh Đạt thì chỉ đụng nhau những cái mà cảnh cáo Hà không được đụng tới Thị Bình thôi. Chứ cũng không có những phân đoạn nào mà có một cái phân đoạn nhớ rồi đúng rồi, một cái phân đoạn cầm súng sắp rồi đó. Chưa tối nay tối nay thì cái phân đoạn mọi người coi trailer tối nay là cũng cái tập là sẽ là một cái phân đoạn mà anh Đạt cầm súng là coi như là dí bà hội đồng và mở hai. Thì
Hà thấy rất là hài hước, một cái cảnh nó căng thẳng cực độ mọi người. Mà anh Điền anh mi cho Hà là chui xuống gầm giường nha mọi người, chui xuống núp ở trong đó, xong bà hội đồng vừa đút cái đầu vô mà hai đạp ra chứ. Mà hai kêu đi ra đi, vô đây có một chỗ vô. Mà rất hài. Thực ra những cái đó là lúc căng thẳng nhất thì mình nên pha những cái miếng hài nhẹ vô. Vậy để người ta bà, coi bà thấy bà này bà ác còn ghê. Đến chừng mà cái sự sống sự chết á là không còn mẹ con, không có còn tình nghĩa gì nữa hết á. Còn hay. Một chỗ núp mà cũng bị đuổi ra nữa. Và đuổi ra rồi bà kia mà ngày xưa là bả quyền quý trong gia đình. Nhưng mà con bé này nó chui vô trước thì bây giờ nó đuổi ra là đúng rồi. Bây giờ đâu có phải là bà hội, nó phải nghe lời bà hội nữa. Và có nghĩa là Điền cũng cố gắng Điền là tạo được những cái tình huống cho nó nhẹ lại câu chuyện. Mặc dù là cảnh sau đó thì cậu ba là phải cầm súng chĩa ngay mặt ngay mẹ mình. Nhưng mà rõ ràng là mình không chỉ là cái cơn giận tức thời, nóng giận tức thời thì làm vậy, nhưng dù sao trước mặt mình vẫn là mẹ của mình. Đúng rồi. Và cái chi tiết đó khán giả sẽ nhớ 24 năm sau, mình sẽ lặp lại những cái hình ảnh đó để cho bà thấy rằng con không bao giờ bỏ mẹ. Nhiều khi người ta coi ta nói ủa cái chi tiết đó ghê quá, cái chi tiết đó mẹ con sao lại bắn mẹ, nhưng không, chưa có ai nói được. Trong cuộc sống có những cái lúc mình tức giận quá thì coi như cha con chồng vợ nó cũng xử nhau thôi, nhưng ở trong phim này Điền cũng phải làm ở mức độ gọi là nó nhân văn, chứ không phải là cho đến nào càng tình càng nghĩa. Nhưng mà anh Đạt, anh đóng với ai anh nhớ nhất nè, cái cảnh nào với ai đặc biệt nhất với anh trong phim này á hả? Dạ dĩ nhiên. Thật ra thì anh là tương tác với rất là nhiều lắm. Mỗi người có mỗi cái những cái kỷ niệm riêng khi đóng với nhau. Rồi bây giờ anh kể kỷ niệm với ở đây là có Nhật Kim Anh với Cao Thái Hà, anh kể kỷ niệm riêng với hai người này, biết đâu cái góc nhìn của mỗi người nó khác nhau. Ở Nhật Kim Anh thì là cái đêm đơm đớm á. Đêm đơm đớm. Đêm mà là làm vợ cậu ba đó. Đêm đơm đớm cười. Thì hai anh em quay cảnh đó là tới mấy giờ ta? Khuya lắm ạ, hôm đó là mình ốp dai luôn á. Ốp dai. Em còn thì 4 giờ sáng đúng mà đi tuốt trong miệt lận, đi tuốt hả? Bây giờ kiếm được một cái cảnh đồng mà cánh đồng cỏ đó nó khó quá. Hầu như là người ta đã công nghiệp quá hết rồi mà tụi này phải đi vô một cái kênh, cái đường kênh nó dài thăm thẳm vậy mà không có một cái đèn nào hết á. Bây giờ mình phải chạy vô đó cũng gần 10 giờ đêm rồi. Rồi vô đó cả ầu đoàn thê tử vô đó đặt đèn để quay mà cực kỳ khó, không có chỗ để đặt đèn, cái đồng nó mênh mông quá. Mà kể tiếp anh Đạt, kể tiếp với cảnh đấy. Em thấy tò mò rồi đó. Thì cái cảnh đó lúc quay xong thì chắc là khán giả đã xem rồi, thì cái cảnh đó thì lúc quay xong Nhật Kim Anh đứng dậy, anh Đạt anh nặng quá. Anh đè lên người em nặng chết vậy. Mà ở dưới thì nó là cỏ không à, cỏ với nước không anh, hai anh em mình cứ tưởng tượng là đôm đốm nếu mà chọc dí rồi đã mệt rồi, đã nóng rồi, đổ mồ hôi rồi, tại chạy mà chạy không à. Xong rồi cái cảnh mà anh đè lên người mình là coi như là ý là xong rồi đó, là trời ơi anh nặng, anh Đạt anh nặng thiệt, anh nặng thiệt luôn, là anh xỉu. Nặng quá. Mà hôm đó thì có đợt trước Kim Anh nhớ là cũng có một báo phỏng vấn là lúc mà anh em mình cái cảnh mà hung nhau dưới nước á. À, anh nhớ không? Nhớ. À, hỏi em là có cảm xúc gì không? Em nói trời. Em nói lúc đó em rất là mệt và em không có thở được là sao em có cảm xúc gì. Trời ơi, cảm xúc gì đó lẹ lẹ làm sao để chồi lên chứ thôi chết ở dưới rồi. Mà cái cảnh nó mắc cười lắm, tại vì vậy á, chị không có biết bơi. Em không có biết bơi mà cứ mỗi lần xuống cái là cứ trồi lên, mà xuống cái là cứ nổi lên không à. Phao câu. Mà cái là cái người mình không nổi lên mà cứ phao câu mình cứ trồi lên. Tại vì tay mình thì hớt hớt để cho mình lặn xuống. Mình cứ phải giật nước xuống vậy là để mình lặn xuống, mà cái phao câu nó cứ trồi trồi lên. Có nghĩa là mình hớt vậy thì cái phao câu mình cứ trồi lên vậy nè. Cứ hoài như vậy đó, không có quay được. Cảnh đó cũng là một trong những xong cái cảnh rồi. Mà Đạt với Kim Anh rất là mệt. Mệt lắm, mệt. Quay quá trời, anh Điền nha, anh Điền nhớ không? Quay quá trời tết. Quay luôn. Lâu. Trời ơi, đại ca mới, đại ca thấy em nổi hoài. Tại vì nói sốc kỳ vậy, ai cũng lặng mà sốc cô. Kim Anh nó cứ nổi cái phao câu lên hoài vậy. Ông tức quá, đại ca đi kêu. Mà. Kêu thiết kế ra ngoài, tại vì ở ngay đó là một cái hồ bơi lớn, mà ở bên kia là cái phòng tập gym, tập tạ. Kêu, lấy hai cục tạ cột vô chân Nhật Kim Anh. Cái là cột hai chân chị hai cục tạ đó cho chìm xuống là chị mới chịu chìm đó. Chứ không là cứ nổi lên hoài, anh Đạt cũng quay không nổi luôn.
Trời tại vì cứ xuống cái là nổi lên rồi, anh Đạt đâu có kịp cái cảnh đó, anh Đạt nhảy xuống giật đưa cái băng người lên ta rồi. Người ta là... coi người ta comment, người ta nói trời hai người này tình cảm, nhìn ánh mắt cho nhau là tôi biết họ thương yêu nhau thôi. Đâu những cái comment để Điền nói Điền nói cho mà tất cả những người quý khán thính giả mà có xem vợ cái Lương Lôi Vũ hoặc là có xem được cái vợ kịch Lôi Vũ á, thì phải biết rằng á, là cậu ba tại sao lại thương Thị Bình đến vậy, dành hết tình cảm cho Thị Bình. Mà tất cả những cái chi tiết là chị Thu viết ra cũng đều của ý. Một cái tình yêu nó, một cái ngôn tình nó rất đẹp. Mà bây giờ mình vì cái không quay được, mình bỏ những chi tiết rất uổng quá. Uổng, uổng lắm luôn. Mà rõ ràng mình đã tính toán từ cái đường chạy của cậu ba, chạy hết cánh đồng này, chạy hư xe, rồi chạy té lên té xuống, chạy qua cầu khỉ. Đạt nó quay qua hỏi, ủa anh cho chạy dữ vậy anh? Mấy tập rồi nha, mà chạy đi là chạy 4 tỉnh chứ đâu phải chạy mấy tập. Đúng rồi, 4 tỉnh luôn, tỉnh mà đi. Cái xe tỉnh đầu tiên ở trong kỷ viện là ở Tiền Giang. Rồi chạy một đoạn là lên về tới Tây Ninh, Củ Chi. Dạ. Rồi chạy băng đồng là Vĩnh Long. Rồi chạy qua cái cầu khỉ mà vô đến là Bình Dương. May quá không rất to hả anh? Không thì mình cứ đi qua mà đâu rất to. Chạy thục dầu về mới cứu được. Mà rõ ràng khi mình tính được đến đường đó, tính được cái đường âm nhạc để mình làm, để lấy được cái cảm xúc của khán giả, thì khi mà cậu ba lao xuống cứu thì mình là chắc chắn người ta sẽ vỡ hòa. Người ta sẽ vỡ hòa được cảm xúc đó. Và mình không chỉ còn một chi tiết nhỏ nhất là quay cảnh ở dưới nước mà tại sao mình không cố gắng tí nữa. Đúng rồi. Quay 8 tiếng hồ. Một dựng được chưa đến 15 giây. Nhưng mà nó đã, nó sướng lắm. Nó đã và nó tạo cho mình một cái sự khán giả nó tương tác chung với mình. Và ta tin mình là tình yêu đó. Mọi người thấy là mình quay như anh Điền mới nói là 8 tiếng đồng hồ rất là khó khăn và rất là gian khổ, nhưng mà khi mà lên trên màn ảnh thì chỉ có mấy giây thôi. Chưa nhưng mà đó là cả một cái quá trình mà tất cả ekip ai cũng phải nói là khổ sở lắm mới có được cái cảnh mười mấy giây như vậy. Ủa nhưng mà em thấy là ví dụ như cái cảnh kia đó, cái cảnh đơm đớm đó, thì đâu nhất định là phải ra cái chỗ bãi cỏ mà nước rồi vậy, nó mệt thôi, chỗ nào cũng được mà. Nó phải đúng với lại cái nó phải đúng như cái ngày xưa. Ngày xưa lúc đó là dạ bộ vụ ăn rừng cao su rồi này kia rồi cũng đỡ. Đúng, đúng tại lúc đó là đang đi thu lúa. Đang thu lúa ở vùng thu lúa. Ở vùng quê. Có nghĩa là cảnh đồng đơm đớm bay rồi. Đơm đớm vẻ đó chứ. Sao đổi được. Mình ơi mẹ đẻ mình quay xong á, không, thực ra khi mà mình quay xong mình về cái bắt đầu và các em bên phòng dựng xong đó, dựng đúng đúng nhìn đẹp anh á. Ủa anh Điền kinh phí mình nhiều lắm ha anh Điền. Hỏi ủa sao mày nói vậy, anh quay rộng quá ha. Anh quay quá rồi anh dựng rồi nó giỡn hết cả vậy. Em vẽ đơm đốm vô tiền nhiều lắm nha anh Điền. Anh vẽ đơm đốm tại vẽ nhiều mà, tại mình quay cảnh rộng xong mình quay cảnh rộng chung rồi quay qua vai nói chuyện thì tất cả đơm đốm nó phải đi hết bốn tứ hương bốn hướng rồi. Mà nó khóc quá trời, tôi nói thôi là đi, nó đẹp lắm, cái này là cái tình yêu mà. Tình không, yêu mà rồi khi của bác quá đẹp quá lung linh. Thì bởi vậy Kim Thanh mới nói, đọc comment tao nói là nhìn ánh mắt trao cho nhau là biết họ thương nhau thật lòng. Mà đâu có biết thật là lúc đó chỉ muốn cho xong cho lại mệt luôn. Lúc đó là mệt lắm, tại vì lúc đó quay là 4 giờ sáng mà. Quay xong cảnh đó là ốp đoàn luôn anh ha. Ốp đoàn. Ốp đoàn em còn mấy tấm hình đó nữa đó. Vài bữa nó mới tung. Anh còn clip đầy đủ hết á, nhiều clip. Không nhưng mà với anh Đạt thì anh Đạt nhớ nhất cảnh đó. Trong khi Nhật Kim Anh thì thấy cảnh đó là chỉ có nặng thôi. Như vậy là Nhật Kim Anh thì nhớ đó, cảnh nào nhất? Em nhớ nhất là hai anh em mình ở dưới nước đó. Hồi nãy em kể đó là dưới nước đó. Dưới hồ bơi hai anh em quay cực lắm. Mà cái cảnh đó là anh Đạt là phải nhảy xuống. Xong rồi thấy Thị Bình lắc Thị Bình rồi Thị Bình bắt đầu là không thở được nữa rồi. Bắt đầu là truyền hơi thở cho Thị Bình. Oxy hả? Truyền oxy cho Thị Bình. Không, thực ra Đạt với Nhật Kim Anh vẫn còn cảnh giường chiếu. Gọi là cũng nóng, cũng hót, cái giả cũng quan tâm lắm. Nhưng thực sao tại sao lại mình bày ra cảnh đó nữa? Trong khi đó là Cao Thái Hà với Hứa Minh Đạt đã có một cảnh đó rồi. Nhưng rõ ràng mình có cái chủ đích, mình có ý của mình trong đó. Phải có một cảnh đó thì cái sự chia tay của hai người này 24 năm sau thì anh Cao Minh Đạt này ngồi mình nhớ là ở trong đêm đó mình đã quyết liệt với cô này và mình đã có một ấy có. Chỉ có Nhật Kim Anh nó biết thôi. Thì Bình biết thôi mà Thị Bình không nói ra nên mới có bi kịch về sau này nữa. Và cái cảnh nó phải thể hiện
À, rồi người ta cũng tò mò, nó Điện cũng đọc số comment, nó trời quay gì nó bạo lực quá. Thực ra cực lắm, khổ lắm. Hứa Minh Đạt với Cao Thái Hà, ngày xưa phòng ốc của tất cả những cái nhà cổ nó nhỏ xíu à. Cái giường vừa đủ cái giường đó, cả đoàn phim gần mười mấy con người chen chúc nhau làm ánh sáng, đặt đèn, rồi quay phim hai máy, rồi đạo diễn, rồi diễn viên. Đó là mồ hôi rã vã hay như tắm. Nên đừng nói, đừng có khán giả nào hỏi là quay mấy cảnh đó có cảm xúc không, thì nó không cực cảm hình nổi, nóng lắm. Làm cho nó xong, làm cho xong mà phải nói là cảm ơn các em, bắt buộc phải diễn theo cảm xúc nóng. Chứ nóng quá. Bên đây nhà Hứa Minh Đạt với Cao Minh Đạt với Thị Bình, còn đây Hứa Minh Đạt với Cao Thế Hà cũng như vậy. Nóng lắm, mồ hôi một kê dễ nhại à, không có cảm xúc gì đâu. Nó cười bá hỏi em chứ lúc mà hôn ở dưới nước vậy có cảm xúc gì. Em có cảm xúc là em ngợp thở, em thở không nổi, lúc đó em chỉ muốn trồi lên thôi. Tại lúc đó mình đang đứng thở mà. Anh thấy khác không? Sao khác nữa, lâu chút xíu rồi đó. Chết luôn đó chứ ạ. Còn với Hà, mình là cảnh nhớ cảnh nào? Có cảnh nào mà nó cũng ác chiến cỡ vậy không? Thật ra thì tất nhiên những cái cảnh ấn tượng thì là cái ấn tượng nhất thì mọi người xem rồi đó. Mọi người thấy cảnh mà Hà cử hiếp anh Hứa Minh Đạt là rất là ít có mặt trên phim truyện Việt Nam của mình luôn. Để mà một cảnh nữ xưa mình cưỡng hiếp nam mà bạo liệt như vậy, dữ tợn như vậy, thì thật sự lúc quay cảnh đó là mình đã cảm thấy là nó rất là đặc biệt rồi. Còn một cảnh nữa thì rất ấn tượng nhưng mà nó lại là khúc cuối, không thể tiết lộ được. Nói chung là cảnh đó là khán giả sẽ rất là sung sướng khi mà xem cảnh đó. Bù lại rằng là Hà phải chịu cực khổ rất là nhiều cho cái cảnh cuối cùng của cái nhân vật M2 này. Thì cảnh đó chắc là chưa chia sẻ được anh Đình. Chưa chia sẻ được. Không, nhưng mà cảnh đó là mình ác hay là mình hành động hay là mình tình cảm? Thôi để khán giả coi phim đó. Nhưng mà Hà chỉ bật mí một chút xíu là thôi. Khán giả sẽ chia sẻ. Là khán giả sẽ rất là hạnh phúc khi mà xem cảnh đó của M2. Mọi người lần đầu tiên khán giả sẽ được một cái cảm giác rằng là hả dạ hạnh phúc là nó sẽ được trong phân đoạn đó. Tức là Nhật Kim Anh trả thù lại phải không? Là sao? Thôi thì cứ để cho khán giả đoán đi. Nhưng mà như vậy thì coi như là gần 4 tháng mình ăn ngủ. Hơn 4 tháng. Dạ chứ không phải gần 4 tháng. Hơn 4 tháng ăn ngủ với cậu Ba rồi Thị Bình rồi M2 á. Rồi bây giờ mình xem lại những cái theo từng tập thì chắc là mọi người đâu có được xem hết. Anh Điền đâu có cho xem hết đúng không? Dạ đúng rồi. Là mình chỉ xem được từng tập. Em bây giờ là ngay cả bản thân Kim Anh này cũng phải ngồi canh tivi mỗi ngày. Chỉ có chủ nhật là được thở được. Đáng lẽ là anh phải cho coi trước chứ nhở? Không, anh dạ, ngay cả biên kịch biên cũng phải không được coi nữa. Tivi. Trời anh ác quá anh. Chỉ có đạo diễn rồi bên đài Việt anh hả? Bên là đài coi Việt hết. Được coi. Dạ. Cũng có hạnh phúc là quay hơn 4 tháng trời. Anh Điền phải sống với nó gần một năm mấy nữa. Dạ anh Điền là coi như là khóc cùng với lại phim. Rồi đo được cảm xúc của mình, đo được cảm xúc của cái bé ngồi dựng, rồi đảo tới đảo lui những phân đoạn này, đến đây dừng cắt tập sao để có chuyện để ngày mai ta coi tiếp. Ở đầu cắt giọng nói, ví dụ giọng nói Đạt mấy nay được khen quá, cậu Ba được khen quá, thì mình phải ngồi nghe gần cả chục giọng, thấy là thằng này nó có thể lên được cái cung bậc cao nhất của Đạt. Chờ cái khâu đó mới khó. Chứ còn cái khâu đó là Đạt nó có thể gồng mang, cậu Ba gồng mang trợn má lên, những cái bạn diễn viên mà diễn lại cái giọng của Đạt á là phải như vậy. Sợ lắm. Đó thì nó khó. Giọng của Nhật Kim Anh 18 tuổi rồi đến 40 mấy tuổi cũng phải chọn tới hai thời kỳ. Rồi lại còn ác hơn tí là trong phim là cô này lại hò hát tùm lum nữa. Hát cho con gà nghe rồi hát tới tất cả mọi người. Là phải test con bé kia nó có hát được hay không. Rồi nó có ngâm thơ được hay không, nó có hò được hay không. Rồi giọng Cao Thế Hà. Cao Thế Hà cái tạng người như vậy thì phải kiếm một cái cô bé tạng người như vậy và phải nói được cái giọng mà phải đặc trưng chứ không có dễ thương được trong đó. Nó nhìn nói là thấy là ác, giọng con hiểm phải nha miệng. Đó, phải nhiều chuyện thì cũng phải cát cả 2-3 tuần lễ, mà cát không phải một hai người, cát một lần là mấy giọng vậy đưa vô, rồi tất cả giọng bà hội đồng nữa, bà hội đồng. Cô Tuyết Trinh phải giúp cho Điện cái vai đó. Đúng rồi, giọng cô Tuyết Trinh quá hay. Thì có những cái mà mình chia sẻ rồi sau đó xong dựng hết được cái phần đó thì bắt đầu đến phần nhạc đưa làm như thế nào. Bây giờ tất cả cái khâu đó bây giờ còn cái khâu nhạc nè,
rồi dựng hình ảnh, hình nó phải đi liền với nhạc, nhạc nó phải bổ trợ cho hình, rồi nó phải nuôi được cảm xúc, rồi phải đẩy lên cao trào cảm xúc đó, làm tất cả mọi cái. Đổi hai lần nhạc sĩ. Wow. Có nghĩa là mình thấy người ca sĩ nó chưa hiểu được mình, cũng chưa làm cái tên nhạc đó, nó gắn vô được những cao trào đó. Rồi là phải đổi nhạc sĩ. Nhạc sĩ yêu cầu họ làm lại, rồi coi lại từng đoạn. Tại một tập cũng khoảng chừng hai mấy ba chục phân đoạn. Nên đoạn nào không được rồi note lại, anh ơi đổi cho em đoạn này để có được tên nhạc đó. Rồi lại tiếp tục đến là bắt đầu ca khúc trong phim. Ca khúc này nghe tới nghe lui ba bốn người viết xong rồi mình nghe. Thậm chí chép vô cái phone rồi trên đường về cũng nghe, sáng cũng lên xe cũng ngồi nghe. Nghe đây mình cảm, nghe để mình thấy ở trong đó có hình ảnh không. Tại nghe, lúc đó nghe nhạc mà mình bỏ hình ảnh ra, nghe để cảm được có hình ảnh, có bên quyết định nên chọn nào, chọn cái kia. Có nhiều ca khúc và cuối cùng chọn được hai ca khúc ở trong phim. Đó, nó cũng nhiều cái mà mình phải xử lý. Rồi, hồi hộp chờ đợi đem những cái tập phim đó xuống đài. Ví dụ đài diệt mà không có chuyện gì là coi như đạo diễn xong, có thể đi phim khác. Còn đài đó yêu cầu việc này nọ nọ nữa thì là mình phải lao đầu vô. Nhưng mà mừng cái là đem xuống không có cắt một phân đoạn, không có bỏ một từ nào hết và không đổi một tên nhạc nào, và cuối cùng là thành một cái chính xác cho mừng. Dạ, thì bây giờ coi như là hơn 4 tháng mình với nhau như vậy rồi, xong rồi mình đã coi được một số tập đó. Cá nhân của mỗi người mình nhìn lại mình thấy như thế nào với cái hành trình mình đã bỏ ra, và bây giờ mình thấy cái sản phẩm như vậy, hài lòng hết chưa ạ? Nói chung là cái cảm giác nó dùng từ cho nó sướng lắm. nó sướng lắm, tại vì với lại mình coi lại những cái cảnh quay trong phim là mình nhớ tới cái bối cảnh lúc đó ở chỗ nào luôn. Yeah. Và khi mình diễn, mình coi lại mình diễn thì mình giống như là mình nói chung cũng nổi da gà, rồi cũng có nó cũng có những cái cảm xúc giống như mình mới vừa diễn hồi nãy. Dạ. Nói chung cũng sướng. Thật ra là được khán giả đón nhận. Em không xem phim truyền hình nhiều, nhưng mà ngày xưa là cái phim đầu tiên của cái loạt Giờ Vàng Phim Việt là cái phim Vòng Xoáy Tình Yêu, là anh Đạt anh đóng với Thanh Thúy. Thì hồi đó tới giờ thì mình cũng không có, mình biết là ảnh là một diễn viên rất là thực lực và nhiều đoàn phim cũng mời lắm, nhiều phim cũng gây ấn tượng. Nhưng mà tới cái phim này á, tự nhiên mình giống như là mình xem cái phim đầu đó, cái phim đầu tiên đó, và bây giờ mình coi lại cái phim này, và nó làm cực kỳ xúc động khi thấy anh một cái khoảng thời gian dài như vậy và có nhiều cái sự biến chuyển, mặc dù nhan sắc thì không thay đổi lắm. Dĩ nhiên là cũng hơi lâu rồi. Cái phim đó là năm 2004-05. 2004-05 là mười mấy năm rồi. Phải nói là đây là một cái vai, nhưng mà đối với cá nhân anh, cái vai này nó như thế nào trong suốt cái chặng đường làm diễn viên của mình? Thực ra phải nói là không phải là lần đầu mà đã vô những cái vai mà nó tính cách giống vậy đâu. Nhưng để xét cho cùng thì cái vai cậu Ba Khải Duy này là một cái vai mà tính cách rất là mạnh và một cái vai rất là hay. Mà lâu lắm rồi, sau một khoảng thời gian mười mấy năm, Đạt mới có lại được một cái vai hay đến như vậy. Yeah. Đó, thì phải nói là vai cậu Ba Khải Duy này đó là Đạt cũng cùng với anh Điền cũng hết sức rất nhiều. Và cũng thật sự cũng cảm ơn người bạn diễn mà partner bên tay trái Đạt Điền Kim Anh là diễn chung, là cũng truyền lửa cho Đạt rất là nhiều. Và cộng hưởng hơn nữa là tất cả các diễn viên khác là đều nói chung những cái đại cảnh gia đình với nhau. Wow. đều làm cho mình đây là những con người trong nhà mình nè. Nó có nghĩa là một cái gì ha, một cái sợi dây liên đúng kết trong cái gia đình giữa các nhân vật và giữa các diễn viên khác với nhau, là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên là sướng. Dạ. Còn với Nhật Kim Anh? Còn với em thì tới giờ phút này thì thật sự là em cảm thấy là mình rất là mãn nguyện. Bởi vì Tiếng Sét Trong Mưa, từ lúc mà em nhận kịch bản cho tới lúc mà ngồi nói chuyện với anh Điền, rồi đọc từng phân đoạn, và có thể nói là em sống với cái bài thì bình này luôn. Và để đến giờ phút này mà được khán giả nhìn thấy được cái hiệu ứng của khán giả thì thật sự là cảm thấy mình mãn nguyện lắm. Mặc dù dĩ nhiên là bản thân mình tuy rằng nó hơi tham chút xíu, Kim Anh cũng vẫn cảm thấy mình chưa có làm tốt lắm đâu, nhưng mà vẫn cảm thấy là mình hạnh phúc khi mà được khán giả đón nhận và dành tất cả tình yêu thương cho Thụy Bình. Và có thể nói là trong thời gian qua thì Kim Anh cũng đã gặp rất là nhiều chuyện buồn, chuyện biến cố, nhưng mà giống như là ngày hôm nay Kim Anh được
trao tặng cho mình một cái tinh thần, có thể nói là nó không phải là vật chất nhưng mà nó dành cho mình một cái tinh thần rất là lớn. Và cái cảm giác của Kim Anh đó là đã rất lâu rồi mình không có cái cảm xúc như thế này, hạnh phúc như thế, vỡ òa như thế. Đặc biệt là khi mà Kim Anh hát ở Sa Đéc mới đây thôi, thì khi mà bước ra sân khấu mặc bộ đồ thị bình thì được khán giả đón nhận một cách khủng khiếp. Và lúc đó Kim Anh đã đi hát cũng mười mấy năm rồi mà chưa bao giờ mà có cái cảm giác là mình bước trên sân khấu mà mình rung hay là mình ấy. Mà hôm đó là khi mà Kim Anh cất giọng hát ca khúc Sóng Gió Đời Em, ca khúc opening của phim á, chủ đề của phim á, thì khán giả vỡ òa và lúc đó la tên Thị Bình. Mà lúc đó Kim Anh là nghẹn giọng lại luôn, nửa bài đầu tiên em hát bị nghẹn luôn, và đến nửa bài sau thì em mới lấy lại được, trấn tĩnh lại được cái tinh thần để mà em hát tiếp tròn trịa cái bài hát đó. Và thật sự là mình không nghĩ được là cái hiệu ứng khán giả nó lại lớn đến như vậy, và tình cảm khán giả dành cho phim Tiếng Sét Trong Mưa lại khủng khiếp đến như vậy. Nhưng mà và... có tiếc xíu nào không? Đáng lẽ là phim phải tôn vinh nhan sắc của mình chứ. Hồi xưa cái hồi còn trẻ thì bính bính được cái kiểu, nó cũng không có tôn vinh nhan sắc lắm. Yeah. Rồi sau này là lại già rồi. Không chị, tại vì đối với những diễn viên khác Kim Anh không biết, nhưng mà đối với Kim Anh thì Kim Anh muốn là làm nó thật nhất có thể và nó đúng nhân vật nhất có thể. Kim Anh chấp nhận xấu, thậm chí không make up cũng được, không vấn đề gì, nhưng nếu nó đúng vào nhân vật. Chứ Kim Anh không có muốn là mình trên phim đóng một vai khổ vai nghèo mà gắn lông mi hay là đánh cho nó đẹp ra. Thậm chí bản thân Kim Anh trắng quá nè, anh Điền kêu em ơi bôi cho nó đen lại, mặc dù là bôi đen dữ lắm rồi mà lên hình nó vẫn trắng. Thật sự ra thì cũng khó là cái chỗ đó, tại cái bản thân mình, bản chất người mình nó đã trắng rồi, cho nên mặc dù mình bôi đen đi, bôi đen hay là làm xấu đi, Kim Anh sẵn sàng hết, miễn sao nó đúng nhất với cái nhân vật của mình. Tại vì cái điều đó là cái điều mà làm cho khán giả tin vào cái nhân vật đó nó đang là như vậy, chứ không phải là nó bị uổng đi, uổng phí cái nhân vật. Còn với Hà, nhận mỗi lời ném đá là một niềm vui đúng không? Đúng rồi, đã thành công. Phải chính xác như vậy chứ. Thành công mà đúng không? Thì với Hà thì nhìn lại cái khoảng thời gian cách đây khoảng gần 2 năm thì mọi người cũng biết á, là lúc mà quay bộ phim này là lúc ba Hà mất, là cái người quan trọng nhất trong cuộc đời của Hà. Thì mọi người nhìn thấy mợ hai dữ tợn như vậy thôi, nhưng mà thật sự là cả một cái nỗ lực cố gắng của Hà cho cái vai diễn này, bởi vì Hà phải cố gắng làm mà phải cân bằng được chuyện gia đình, phải cân bằng được chuyện ba sắp mất rồi, thời gian quay xa nữa. Hà còn nhớ là lúc mà ba bệnh á, Hà nói với anh Đạt, với chị Kim Anh là với Niền là cho Hà về sớm, là mọi người cố gắng quay nhanh để cho em về. Thì ngày hôm nay nhìn lại cái thành công của bộ phim này, thật sự là cảm thấy được cái sự cố gắng của mình nó không có uổng phí. Bởi vì rằng là thời gian đó đáng lý ra Hà không nhận bộ phim này, bởi lúc đó ba Hà sẽ mất. Em xin lỗi. Không có gì. Cố gắng lên. Thật ra tới ngày hôm nay vẫn chưa cân bằng được cái chuyện đó. Nói chung là một câu thôi, nhìn lại cái bộ phim thành công và vai diễn của mình thành công, mình cảm thấy là cái sự cố gắng của mình nó không uổng phí. Nhưng mà quan trọng là Cao Thế Hà với Nhật Kim Anh là bên ngoài vẫn rất là vui vẻ ha. Tại giờ thấy là ở trên comment là thấy là chia phe dữ quá, mình nhiều khi mình cũng hơi sợ dùng cái diễn viên. Mà đôi khi thật ra mình không biết là bên cái diễn viên như thế nào, nhưng mà ví dụ như mảng âm nhạc nè, đôi khi mà fan đấu đá nhau là ca sĩ cũng ngại nha. Đó là chuyện bình thường thôi. Đó. Nhưng mà thật sự là fan thì fan khi mà fan nghĩ như vậy thôi. Tại vì mỗi fan, mỗi nơi, có nghĩa là mỗi fan của mỗi nghệ sĩ á, thì đều có một cái tình cảm riêng cho thần tượng của mình. Chính vì vậy cho nên là cứ mỗi người cứ có một cái cảm xúc riêng vậy đó, cứ thấy là người nào có vấn đề cái là cứ vậy mà đấu nhau. Nhưng mà thật sự là fan họ không hiểu là tình cảm của hai chị em bình thường chứ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên ở đâu ra có cái tin đồn đó, cũng không hiểu luôn. Có khi nào bữa em đi họp báo mang giày cao quá chị sẽ lánh em không?
bữa nàng em mang về tới bữa tám lận, tại vì hôm đó là Kim Anh là đi mặc áo bà ba, mặc đúng theo nhân vật của phim để đi họp báo, thì còn Hà thì Hà mặc đồ bình thường, mang về cao lắm, ai không phải riêng chị, không phải riêng chị đâu nha mà là ai cũng xa lánh hết, tại vì nàng cao quá không ai dám đứng gần. Đó chắc là do hôm đó họp báo mọi người thấy là tại sao Hà không có một tấm hình nào chụp với chị Kim Anh hết, bởi vì là mọi người xa lánh nào mà chụp với Hà hết, nàng cao quá đâu dám đứng đâu, đứng gần người ta kêu mình lùn mình sao, đúng không? Dạ chắc là nhờ anh Điền cũng như là chị Hạ Thu chia sẻ chút xíu về cảm xúc bây giờ mình thấy đứa con của mình nó vậy. À, chắc chị Hạ Thu nói trước đi, đó chị là người có nghĩa là thai nghén đầu tiên đúng không, rồi chị là người thức đêm nhiều hơn em, chị là người biết ra những nhân vật đó. Thì bây giờ chị nói trước đi, chị với anh Bảo Hoàng nói trước đi. Thật ra thì khi mà Thu viết á thì Thu đã nhập hết nhân vật, nhưng mà khi mà Thu không ngờ là cái hiệu ứng của cái bộ phim á là nó lại được cao như vậy. Thật ra thì Thu cũng rất là mừng, tại vì cái bộ phim của Thu á là đã được cái đạo diễn Phương Điền là giống như là cái người mà Thu cũng từng mơ ước là được cộng tác với ảnh. Tại vì những bộ phim của anh làm ra rất là chỉnh chu, rất là có tâm trong từng cái khung hình, nên Thu cũng làm nhiều phim lắm, nhưng mà thật sự đây là bộ phim mà Thu hài lòng nhất trong cái sự nghiệp làm phim của mình á, thì có lẽ đây là bộ phim được quay chỉnh chu nhất về bối cảnh, về diễn viên cũng diễn tốt nhất. Thu nghĩ là Thu ngày hôm nay Thu rất là hạnh phúc, tại vì cái thành công này á, thì không phải là của mình Thu mà là của một ekip của anh Phương Điền rất là nhiều, nên Thu cảm thấy là rất là hài lòng, và Thu nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm cho những cái kịch bản về sau của mình phải viết hay hơn nữa mới được. Phần 2 phải không chị hả? Đúng. Bây giờ là có mình phần đang 2. Ấp ủ phần 2 và mình nghĩ là cái kết của cái Lôi Vũ này, cái kết của cái Tiếng Sét Trong Mưa này nó rất là nhân văn, và phần 2 nó sẽ phải nhân văn hơn nữa. Để cho khán giả mà sau khi xem xong bộ phim á thì người ta nhìn thấy bộ phim còn là ác không, nhưng mà cuối cùng động lại là gì, tình người và cái thiện là nó trùm lên hết cái bộ phim. Bây giờ thì có thể nhiều người không biết, cái nói là phim này ác quá, đạo lực quá, nhưng mà thật ra mỗi nhân vật ác đều có nỗi khổ tâm, từ Hai Sáng vẫn có phải có nỗi khổ tâm nó mới ác được. Nên nhiều khi cậu ba với đánh chết lũ mà hôm nãy tôi đọc comment á, tôi thấy người ta càng thương cậu ba nhiều hơn, bảo là ổng yêu bà Bình như vậy ổng điên là phải rồi. Trời ơi, người ta thương anh tới nước mà người ta là bất chấp lý do luôn. Bất chấp lý do. Đâu lý do chính đáng, bất chấp gì. Nghĩa là thương khán giả, thương nói là những cái người ta tưởng là sạn, người ta những cái tham nhân bỏ qua. Giống như khán giả rất là dội dã khi mà cái tình tiết là Thị Bình viết chữ á, chưa biết đúng viết. Đúng rồi. Mình chưa có đưa ra, đúng nhưng mà nói ủa sao cô này không biết viết chữ mà lại viết thư được cho cậu ba. Đúng rồi. Mà cái người kia bao đầu thấy hai khán giả tranh luận biết đâu có giải lúc nào mình chưa coi. Đúng rồi. Tại vì thực sự là bản thân Kim Anh cũng vậy, Kim Anh cũng mong là khán giả là hãy coi đến tập cuối cùng của bộ phim, tại vì đừng có nghĩa là mọi người mới coi có từng khúc trailer, mọi người cứ phán đoán lung tung, xong rồi là mọi người lại cứ là à, nhưng mà thật ra là đó, hôm qua hôm kia anh Điền nhận cái chủ ý của đạo diễn. Đúng rồi. Ra khi mà làm một cái trailer, một cái teaser á, là phải gây được cái nghiện, gây được cái sự tò mò và kết tập bắt buộc tất cả những cái comment mà nói là thôi phim buồn quá, phim bạo lực quá, phim ấy, thực ra tất cả những người đó ngày mai người ta lại mở coi và coi tại sao lại ác, tại sao lại buồn, tại sao ấy, thì thực ra mình đo được những cái điều đó mà mình nên làm cho đó, phim nó hấp dẫn hay không á, là tất cả những tình tiết, những chi tiết đó phải được chỉnh chu, còn cái cách kể chuyện hoặc là dấu chuyện như thế nào là cái phần việc đó của đạo diễn, và những cái cảm xúc đó đạo diễn sẽ cho người ta xem và bắt buộc người ta phải ngồi trước, và bạn cứ tư tưởng, các bạn cứ tư tưởng đi, đây chỉ có 3 tiếng đồng hồ kịch của Lôi Vũ, 3 tiếng đồng hồ một tác phẩm cải lương của Lôi Vũ thôi, mà Điền đã kéo được đến 54 tập thì đầy đủ nhiều cái chiêu trò nằm trong đó lắm, và cái phần kết giống như chị Hà Thu nói là cực kỳ nhân văn, tại vì có ác cỡ mấy thì phải làm cho người ta biết được cái bài học ở trong cuộc đời như thế nào. Yeah. Rồi tất cả những cái điều ác đó phải có một cái bài giáo dục cho tất cả những người xem phim. Ngoài cái tính giải trí câu chuyện ra thì cái tính nhân văn trong cái bộ phim này nó thật là cao. Và Điền cũng hứa rằng á, là nó không giống như nguyên bản gốc của Lôi Vũ đâu. Tại vì á,
để nói một chi tiết này thôi, để thấy rằng là khi mà việc quá, chị Thu đã tính toán với Phương Điền, đã tính toán rất nhiều, có nghĩa là cái sự lọn lưng, nghe là sợ rồi, phong tục văn hóa Việt Nam mình nghe là thấy là rùng mình rồi, bây giờ xử lý nó như thế nào. Thì Điền nói là rất là nhân văn, rất là đẹp, một mối tình cực đẹp và không thấy được cái sự lọn lưng đó. À, mà bây giờ nói chi tiết hơn thì cái đó để 24 năm sau thì các bạn xem cái phần sau đi, chứ còn điện bật bí hết là hết người ta xem. Thôi đoàn phim này câu kéo quảng cáo ghê quá. Vâng, cảm ơn đoàn phim rất là nhiều, đạo diễn Phương Điền, chị Hà Thu, anh Bảo Hoàng cũng như là anh Cao Minh Đẹp, Nhật Kim Anh và Cao Thế Hà ngày hôm nay đã đến và chia sẻ những cái thông tin thú vị về bộ phim này, và hy vọng là chúng ta sẽ có phần 2 sớm để coi cái phần gọi là gia đấu này sẽ tiếp tục như thế nào nha.